Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài truyền IBC TV và ủng hộ cho các cơ sở thương mại. Quay trở lại với phần tin tức là bản tin về việc nghệ nhân Syria cố gắng hồi sinh di sản in ấn Hanwi truyền thống. Trong nỗ lực phục hồi nghề thủ công, một cuộc triển lãm các sản phẩm in Hanwi đã được tổ chức tại thủ đô Damascus của Syria nhằm thu hút mọi người. Triển lãm do Wafi, tiếng Ả Rập là bạn tôi, tổ chức nhằm mục đích khôi phục nghề thủ công truyền thống đã suy tàn kể từ khi cuộc chiến bắt đầu ở Syria vào năm 2011. Bản in Hanwi dựa trên các khối gỗ và mực làm từ nguyên liệu tự nhiên là một nghề thủ công cũ được những người có phương tiện khiêm tốn sử dụng để thiết kế khăn trải bàn, ra trải giường và rèm cửa bằng nhiều màu sắc. Nhà tổ chức triển lãm Swatarus cho biết sáng kiến của chúng tôi đặt các nghề thủ công vào phòng hồi phục cho đến khi tình hình của chúng tôi đang sống chấm dứt, cho đến khi thị trường trở lại, nền kinh tế phục hồi, du lịch quay trở lại đất nước để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Ngày nay, hoạt động sản xuất và tiếp thị của chúng tôi không được tổ chức trong điều kiện bình thường. Chúng tôi chỉ đang cố gắng giữ hơi thở và sống sót. Hassan Hawa, chủ sở hữu xưởng in Hanwi cuối cùng ở Syria, đang cố gắng đưa nó trở lại bằng cách sản xuất các bản in trên khăn quàng cổ, áo thun và túi sách. Hình ảnh của tác phẩm nghệ thuật Pansy có chủ đề động vật mới nhất được đưa ra mắt tại sở thú London. Nghệ sĩ đường phố nổi tiếng người Anh Banksy đã tiết lộ tác phẩm nghệ thuật có chủ đề động vật thứ 9 gần đây của mình tại London vào hôm ngày thứ ba. Đó là hình ảnh của một con khỉ độ nâng tấm vải để thả một con hải cẩu và những chú chim xuất hiện trên cánh cửa chớp trắng bên ngoài của vườn thú London. Một đám đông nhỏ tụ tập để chụp ảnh bức tranh Graffiti và nghệ sĩ đã đăng một bức ảnh về tác phẩm lên tài khoản Instagram của họ mà không có chú thích. Các giả thuyết lan truyền trên mạng xã hội về ý nghĩa của tác phẩm của một nghệ sĩ đã nêu bật các chủ đề như chiến tranh và biến đổi khí hậu trong tác phẩm trước đây của mình. Một số suy đoán rằng chúng có thể liên quan đến các cuộc bạo loạn và tấn công phân biệt chủng tộc đã càn quét đất nước trong những tuần vừa qua. Những người khác thì cho rằng nhân loại đang gieo mầm cho sự sụp đổ của chính mình. Giàn khoan dầu ngoài khơi quốc tế lớn nhất do Trung Quốc xây dựng được bàn giao. Giàn khoan dầu khí ngoài khơi quốc tế lớn nhất do Trung Quốc xây dựng đã được bàn giao. Giàn khoan dầu nặng nhất do Trung Quốc xây dựng nặng 17.000 tấn đã chính thức được bàn giao sau 34 tháng thi công tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông của Trung Quốc vào hôm ngày thứ Hai, đã đánh dấu bước đột phá trong công nghệ xây dựng thiết bị dầu khí ngoài khơi quy mô lớn của nước này. Vào cuối tháng này, giàn khoan sẽ được một tàu chở hàng lớn vận chuyển đến địa điểm lắp đặt cách đó 6.400 dặm tại vùng biển của Ả Rập Xê Út. Giàn khoan này chủ yếu có chức năng thu gom dầu khí ngoài khơi đã khai thác và vận chuyển vào đất liền để chế biến. Nó bao gồm các thiết bị thức phức tạp như ống phân phối lớn, hệ thống làm sạch đường ống, xử lý hóa chất và hệ thống kiểm soát vận hành. Diện tích giàn của giàn khoan tổng khổng lồ này tương đương với 15 sân bóng rổ tiêu chuẩn và chiều cao của giàn khoan này hơn chiều cao của một tòa chung cư 24 tầng. Cấu trúc khổng lồ này có thể thu thập và vận chuyển 24 triệu tấn dầu thô và 7,4 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Với quy mô giàn khoan, loại và kích thước đường ống cũng như độ phức tạp của hệ thống đều lập kỷ lục trên các giàn khoan quốc tế tương tự. Cựu nhân viên phi trường Nội Bài nhận tiền giúp chuyển ngà voi sừng tê chịu án tù. Một nhóm cựu nhân viên phi trường Nội Bài từng nhận tiền tỷ để chuyển ngà voi sừng tê từ nước ngoài đưa về ra khỏi cảng hàng không đã nhận án tù. Tòa án tại Hà Nội vào ngày 13 tháng 8 tuyên 9 năm tù đối với Dương Ngô Thu, một cựu nhân viên Trung tâm An ninh Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, theo cáo buộc vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Tòa cũng tuyên án từ 6 cho đến 9 năm tù theo cùng tội danh với các 4 người khác. Trong số này có 2 cựu nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên dịch vụ mặt đất phi trường Việt Nam chi nhánh Nội Bài là Phạm Huy Hùng và Nguyễn Đoàn Giáp. Hai người khác là Nguyễn Đình Tú ở Hà Nội và Lê Thị Hằng Nga ở Hà Tĩnh. Trong vụ này có một người đang bỏ trốn là Nguyễn Hồng Vân. Cáo trạng nêu vào khoảng tháng 2 năm 2022, bà Dương Ngô Thu được bà Nguyễn Hồng Vân tiếp xúc thuê nhận ngà voi sừng tê giác chuyển từ nước ngoài về phi trường Nội Bài nhưng được giấu trong các kiện hành lý. Khi hàng đến, bà Dương Ngô Thu, Phạm Huy Hùng và Nguyễn Đoàn Giáp nhận rồi mang ra sảnh Y khu Quốc Nội giao cho người của bà Nguyễn Hồng Vân. Thu lao cho mỗi kiện hàng là 40 triệu đồng. Gần 200 công nhân nhập viện sau bữa trưa. Sau bữa ăn trưa, 183 công nhân tại công ty trong khu công nghiệp Hòa Phú xuất hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu.
Vào chiều ngày 13 tháng 8, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết đã chỉ thị các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung chữa trị các công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Bosin chuyên về may mặc trong khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ nghi bị ngộ độc thực phẩm. Bữa cơm trưa hôm 12 tháng 8 có hơn 1.000 công nhân ăn, thực đơn gồm các món gà chiên, thịt kho trứng, bắp xào và canh. Vài tiếng sau, nhiều người bị đau bụng, nôn ói và tiêu chảy. Thống kê sơ bộ, đến ngày 13 tháng 8 có gần 183 công nhân công ty này chữa trị tại 7 cơ sở y tế ở thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh và các huyện Long Hồ, Tam Bình. Trong số này, 110 trường hợp được cấp cứu chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Phú, huyện Long Hồ. Hiện hầu hết bệnh nhân sức khỏe ổn định, một trường hợp được chuyển viện, 2 người xuất viện, 10 người được điều trị ngoại trú. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cơ đơn vị nhanh chóng điều tra lịch dịch tễ, lấy mẫu thức ăn bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân vụ này. Hàn Quốc đã cho khai triển chó nghiệp vụ để kiểm tra rệp sau Thế vận hội. Theo đó, Nam Hàn đã khai triển một chú chó đánh hơi rệp tại phi trường quốc tế Incheon chính của mình, nhằm mục đích giảm nguy cơ những loài côn trùng nhỏ bé có thể xâm nhập vào quốc gia này khi các vận động viên, các quan chức và những người hâm mộ trở về từ Thế vận hội Paris. Dẫn đầu chiến dịch là chú chó Beagle 2 tuổi tên là Seiko. Chú chó này đã chứng minh với giới truyền thông về khả năng đánh hơi rệp trong vali vào ngày 12 tháng 8. Theo công ty kiểm soát dịch hại Sesco, thì Seiko là chú chó đầu tiên và cho đến nay là duy nhất được huấn luyện tại đất nước này để phát hiện ra mùi pheromone, một loại hóa chất do rệp tiết ra. Seiko và nhóm của anh đã khai triển bắt đầu vào hôm ngày thứ Sáu tuần trước, ngày 9 tháng 8, khi nhiều vận động viên và quan chức bắt đầu đến từ Paris và sẽ tiếp tục làm việc cho đến ngày 8 tháng 9. Vào hồi năm ngoái, chính quyền Paris đã chạy đua để ngăn chặn sự hoảng loạn về rệp khi thành phố này chuẩn bị cho Thế vận hội, lo ngại rằng những sinh vật nhỏ bé không cánh này có thể phá hỏng sự kiện và đã tiến hành một chiến dịch để diệt trừ mọi ổ dịch. Quý vị vừa theo dõi bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức đầu ngày cùng với đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Minh Đăng và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Đặc biệt hơn, với sự đồng hành của IBC Home Shopping với những sản phẩm dược thảo uy tín và chất lượng, một trong những món quà quý giá đến từ thiên nhiên giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và những người thân yêu. Chương trình sale promotion được thực hiện qua số phone 714-892-5717, shopping online tại trang nhà ibchomeshopping.com. Chúng tôi kính chúc cho quý vị có một ngày vô lượng an lạc.